Hi. Hôm nay mình quay video chia sẻ cả nhà xem cho vui cả nhà. Mình đi công chuyện thì mình xuống trại giống mình mua hàng cặp cá thắt lát cồn mình nuôi cả nhà. Lúc trước mình cũng có nuôi một lần á. Thế mình không có xử lý nước rồi mình không có thay nước thường á thì hai con cũng lớn mà gần bằng tay luôn ha. Thế nó bị sốc nước nó chết á. Ô nhiễm nước nó chết. Mình ngưng mấy năm nay giờ mình thấy nhớ nhớ mình nuôi lại cả nhà. Đó. Giờ mình nước mình xử lý muối xong rồi cả nhà, nước xong cái mình để cho nó lắng nó trong rồi xử lý xong rồi cái mình ngâm cái bịch cá giống vô nữa cả nhà. Đó. Để cho nó nhiệt độ trong nước trong cái túi này với ở ngoài cho nó cân bằng cả nhà, mình thả vô nó không có sốc nước, nó không có chết. Mình ngâm nó giờ cũng được nửa tiếng cả nhà. Giờ mình cắt mình thả nó ra ha. Rồi. Rồi giờ mình cái tay sao mà cầm được đây. Rồi giờ mình tắt máy cái mình mở cái dây thun ra cái mình đổ xúc ra cho cả nhà xem ha. Rồi. Mở dây thun ra cả nhà mình đổ ha. Cho bắt lên con cho cả nhà xem. Rồi. Ba chiều bảy nổi chín lên đên mình kêu ông chủ trại giống lựa con hai con là bảy nút hết đây đó, bảy nút rồi hóng luôn luôn rồi con kia cũng vậy luôn, bảy nút luôn cho nó hên cả nhà. Người ta nói vẫn sao mình kệ nuôi chân nghệ thì cũng may mắn luôn ha, bảy nút. Ôi, bảy nút giờ ấy đổ nước ra đây à, để ông túi cho cả nhà xem nè. Đó. Bảy nút. Cái chị bán nó bảy nút mà nó không đếm lại kệ nó. 1 2 3 4 5 6 7 đúng bảy nút luôn. Ôi giời quá chuẩn luôn. Hai con. Xem ha. Mình dưỡng trong khạp vài bữa cho nó cứng cá rồi cái trước cái hồ cá kiển lúc trước mà hai con cá thắt lát bự chết á, chưa chùi rửa nữa. Mình làm vệ sinh thì làm cho nó ngon lành cái mình bắt mình thả vô hồ kiến luôn. Thì khi nào mà thầy mình bắt làm xong cái hồ mình bắt mình thả vô mình quay nhà xem ha, ghép vô cái đoạn này luôn. Đó, mắt mình đẹp sáng trưng luôn. Ồ nó bơi kìa, thấy đã luôn. Nước nó không được trong không cả nhà. Nó hơi ấy xíu ha. Rồi. Rồi, hôm nay mình sẽ bắt hai cá thắt lát mình rộng được mấy ngày cứng cả nhà, cho tép ăn rồi ăn hết rồi cũng chết rồi. Bây giờ mình bắt mình cho nó về nhà mới nha. Rồi cá này hổm mình cái đoạn này mình quay sau mình ghép cho cả nhà, hổm mình quay cá này nó bảy nút. Ủa nó khôn nó không vô luôn, vô con à, à, trời trời không vô. Rồi đừng có nhảy con. Bảy nút phải không? Chấm trong hình cho rõ. 1 2 3 4 5 6. Rồi cái nút chút xíu ở chót đuôi luôn là 7, nút tí tí luôn không thấy luôn. Chút xíu đây. Bảy nút cả nhà ơi. Rồi, bỏ cho đi ha. Ôi, chết cha, ủi cái mỏ xuống này. Ôi, nó khôn ghê trời. Không vô. Vô con, vô. Thôi. Rồi. Nãy mình thả mà nó ủi cái mỏ xuống cái cành bị thương không? Thôi bắt bắt tay bỏ vô. Rồi, đó. 1 2 3 4 5 6 7 8. Trời ơi con này 8 nút trời. Nó đếm sơ 7 nút này 8 nút. 1 2 3 4 5 6. Bên đây có 7 nút, bên kia 8 nút. 1 2 3 4 5 6 7. Em ơi, bên đây mấy nút đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 nút. Ngộ. Rồi. Rồi cho nó về nhà mới nha nha. Rồi. Tắm nhìn này. Rồi, bây giờ mình thả vô cái hồ nha. Cái hồ này mình xử lý nước cho trong rồi ha. Mình bỏ muối với cái nước khử trùng nước màu xanh á. Rồi thả nó cả nhà ơi. Đó cho ra nha, ở nhà mới vui vẻ nha. Ủa bơi tung tăng luôn.
cái hồ này mình chưa gắn cái máy lọc nữa cả nhà. Máy lọc cắt đi đâu rồi, vệ sinh cái máy lọc mình thấy mình gắn vô cho nó bơm để khi nó ỉa phân rồi đó nó bơm lên, chứ bỏ mấy cái viên sỏi vi sinh đó để cho nó nước cho nó đủ chất cho cá nó phát triển tốt nha. Rồi quay ra ngoài bây giờ quay ngoài bây giờ thì nó chói quá đó, nó không có rõ lắm ha. Rồi quay trong đây quay thì nó rõ hơn đó. Ồ quá đẹp luôn, rộng rãi thì cá này nó mê rồi, phát triển tốt luôn á. Mình nuôi khoảng chừng tháng mấy, 2 tháng là mình quay cho cả nhà xem ha, coi nó to cái nào ha. Hôm nay mình quay mấy con cá hổm mình bỏ vô cái hồ kiến này cho cả nhà xem cả nhà. Hổm nó nhỏ xíu luôn, có một con tay mấy à. Mà mình nuôi nay chắc gần tháng nha cả nhà, nó bự chảng luôn rồi nè. Đó. Có con 7 nút, 8 nút rồi cái mình đếm cho cả nhà xem đó. Đó, có con cá chốt mình đổ đáy mình thấy dễ thương mình bỏ vô luôn. Với con cá bông nè cả nhà. Cá như cá nâu. Cái này nè, cá nâu chém nhất lắm cả nhà. Họ bỏ vô đâu nó bằng ngón tay cái à. Con này nó bự chảng luôn rồi. Trời ơi nó ú nu luôn, nó vô nó ăn đầy đủ á. Rồi bây giờ mình tắt cái máy bơm sủi bọt nha cả nhà. Để cho nó lặn nước rồi cho nó ăn. Rồi. Thì hổm mình đổ đú á, có mấy con cá nhỏ nhỏ nhỏ, chứ tép nhỏ nhỏ bỏ vô nó ăn, nó dí ăn thấy ham lắm. Sáng giờ bận chuyện quá rồi không có đổ đú được, cái mình bắt mấy con tép bạc trong tủ lạnh nè. Cái mình rã đông, bây giờ mình bỏ vô cho cái nhà xem cho nó ăn nha. Ăn thấy thương lắm. Con tép bạc nó bự á. Mình phải lấy kéo mình cắt nhỏ nhỏ mình bỏ cho nó ăn. Chứ mấy cái nhỏ nhỏ là nó đốp hết rồi. Cái nhỏ cái tép nhỏ là nó dí nó đốp nó nuốt hết luôn á. À, giờ mình quay đây nè. Mấy ôi giờ nó núp ở trả này ha cả nhà. Đó, nó núp vô mấy bơm rồi đó. Cái này nó có không có dạng lắm. Rồi bây giờ mình chắc mình lấy cái giá mình quay quá chắc cầm quay không được rồi. Rồi cả nhà xem ha. Rồi mình dựng giá xong rồi nha, giờ mình cắt cái động tép nè. Đó. Cá thắt lát thì nó ăn cái cục bự hơn nha, mình bỏ cho nó ăn nha. Nè. Trời ơi, con cá bông nó bay ra nó đớp liền cả nhà thấy không? Nó dạng hết biết không? Ăn không ra ngoài ăn không, đó đó. Trời ơi nó ham ăn lắm, cá bông mà bỏ thức ăn vô cái là nó lên nó đớp lia lịa luôn á. Còn cá thắt lát là sao thức ăn bỏ vô nó không khóa vậy, nó ăn màu tanh nó quen như vậy nè. Đó. Rồi bay ra coi, bay ra. Trời ơi con cá. Con cá bông nâu nè, cũng nó ăn thấy ghê thiệt chứ. Rồi núp cá thắt lát núp trống luôn. Nè ra ăn con, nè nè nè. Đó. Rồi là ra chậm quá. Cái lát cho nó chậm hơn mấy con cá kia nè. Để mình quay cái máy cao cao lên cho nhà xem ha. Máy hướng mình chút xíu đó để nhà xem ha. Rồi giờ cái anh thắt lát mà giờ nó ra đó cả nhà. À, nè nè. Trời ơi cứ gặp anh cá nâu nhận đi ghê đi chứ. Rồi nó tha màu vô trống luôn này. Nè, ra nè con nè, đó. Ôi nó ơi, chậm quá à. Ôi ơi, kìa. Bự quá không nổi bỏ luôn, giờ mình sắc nhỏ nhỏ cho con cá nâu nè ha. Nè, sắc nhỏ giờ cả nhà, cắt nhỏ cá nâu nè. Còn không có chốt này nó cũng nhát lắm. Trời ơi, dí theo luôn rồi. Ăn thấy thương nghe không? Đó, quất liền, nuốt liền. Nè, cho cục bự nuốt nổi không? Trời ơi, nuốt nổi phun ra luôn. Bỏ luôn.
Rồi gặp gặp mang cái chốt lại quốc luôn rồi nè, cái chốt này nó cũng hơi dạng này, có anh bóng dừa trong đây luôn, nắp trong kẹt nè, đủ thứ luôn, nuôi sò bằng thập cẩm luôn đó, bóng dừa quốc luôn rồi nè. Trời ơi anh có bông lại nó dành luôn, nó rồi ơi. Rồi, đây. Rồi rồi. Cái thương gì đâu luôn. Ăn hết cục này được ạ. À. Hết tép bự này, cái chút xíu mình đổ đú á, có mấy con tép nhỏ nhỏ với cái nhỏ nhỏ á. Mình đưa cho nó ăn. Ăn nó no cả nguyên ngày luôn. Nè, thắt lát vô quốc này con. Trời ơi nó chậm. Trời ơi con cá chốt là quất luôn. Trời ơi mày nè. Trời ơi chậm quá luôn. Chậm là dành ăn ta. Ngộ không? Nó. Rồi cá thắt lát nó phát hiện mồi nãy con cá bông nó bỏ lại á. Lại nó ăn luôn rồi. À, cho cục bự cho mày khỏi ăn nổi, con để cái thác lát nó ăn. Rồi. Rồi các anh thác lát lại dành nè, nó dành nè. Rồi. Ôi ôi. Cái nào được những ham ăn giả mang luôn á. Biết không? Ăn nó con, ăn nó đi nè. Đó, thác lát quất. Rồi thất lát nó phát hiện quốc luôn rồi. Trời ơi cái bông mà nó đớp lia lịa luôn trời. Nè. Cái hồ mình không có trang trí gì cả nhà. Nó bỏ sỏi vậy. Cái loại cá này nó yển nó ỉa phân á, to lắm. Nếu bỏ sỏi là nó không bao giờ nó chìm nó dưới sỏi á, nó không hút vô máy bơm được, nó dơ dữ lắm. Bởi mà để trống như nè. Mình không có trang trí hòn non bộ nhỏ nhỏ, không có trang trí, không có rong rong vậy, bỏ vô nó chật quá, mà phải hồ bự hơn mà nuôi một con thôi cái mình trang trí nữa, chứ cái này mà để vô mấy cái tiểu cảnh á, bỏ vô nó chật chội lắm, mấy cá nó xây trở khó lắm, với phân á nó không hút vô máy được, nó dướng mấy cái tiểu cảnh á, màu dơ nước lắm, cái mình để trống luôn. Rồi nè đó đớp liền con cá nâu này, sao nó cá chốt nó chạy tùm lum ở trên sao mà ăn mồi được không biết luôn. Cái rồi con bắt cá bông dừa trong đây nè, bông dừa nó tiêu rồi, cái anh bông dừa nó cũng trốn trống rồi nè, bông dừa nè quất đó con, ăn ăn liền không ăn luôn. Để tới miệng luôn, nãy ăn được con cục rồi ơi. Vừa nhát quá. Rồi ăn này. Vừa này không ăn chắc ốm nhách như. Đó rồi. Cái anh cá nâu nãy giờ ăn vậy mà chưa no luôn cả nhà. Thấy nó bơi là nó xốp liền thấy không? Đó. Nè, cục bự này ăn đi. Đó, quất. Chút đổ đáy bắt mấy cá con bỏ vô mới được. Rồi, bây giờ mình bỏ thiếu thức ăn nhỏ nhỏ vô cho cả nhà xem cá nâu ăn nè, ăn thấy ham luôn. Ăn thép mà ham là thức ăn luôn. Nè. Còn tí tí nè. Đó. Ăn ít hộp thôi, nãy giờ nó ăn chắc cũng no, chắc ít hộp rồi. Đó nó bơi lên đó nó đớp nè, đó thấy không? Mà dạng thì ghê không? Lên đớp ăn nữa, đớp bị lịa đó. Rồi quay tới cái nhà xem cho vui ha, vậy tí thôi. Chắc mình chuyển qua cái chủ đề quay mấy cá cảnh với săn bắt cả nhà.
nó vẽ sao học sinh nó vô nó làm biến coi quá. Học sinh giờ nó chỉ lo chơi game không, mà quay mấy cái thường thường vậy mà xem lại lượt lại nhiều hơn. Nhà xem cá nâu á, cá bông á nhà. Dạng ghê luôn, nó ú ù luôn á, nó bơi quá trời bơi luôn. Còn ăn cá chốt nè, chạy lung tung beng vậy, nó ăn mỗi xịt à. Nó hổm nó không có dạng mà nay nó cũng đỡ đỡ rồi đó. Nước thì cũng sắp sửa thay cả nhà, cũng hơi ngã màu đỏ rồi. Hôm nay cũng có tháng rồi. Này chứ cần thay được để ô nhiễm. Đợt trước mình nuôi hai con bị chản luôn, hai con cũng gần ký à. Cái bận công việc á mình không có thay nước á thì nó bị nhiễm trùng nó chết luôn rồi, nhiễm trùng nước nó chết rồi. Đó. Rồi giờ mình bắt cái máy lên cả nhà, máy lọc lên ha. Đó. Nó còn nhỏ, nó chưa ra ngoài thường hay nó còn núp ở trong nó kẹt á. Nó lớn là nó hết núp rồi nó ra ngoài à. Đó. Ăn cái nào anh lên ảnh đốt qua thức ăn lia lịa luôn, ăn tép giờ mà chưa no luôn á, nó bụng nó bự dữ lắm, ăn nhiều lắm. Rồi mình quay ra cái lọc nước ba ngăn ngay cả nhà, lọc cực kỳ luôn, sạch luôn cả nhà. Đó, đó ngăn thứ nhất nè, nó lọc đi, nó chảy qua ngăn thứ hai, nó có sỏi với đá nè cả nhà. Đây nó giống như sỏi này giống như thằng tủ ong nha, mà nó cứng hơn nha, nó cũng có cái bọng ở trong á để nó tạo cho vi sinh cho cá, nó có vi sinh cá nè, với cá nó thích bệnh đó. Cái vàng lọc này cả nhà sử dụng như thế này là nó sạch nước lắm nha, ba ngăn luôn. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà xem video vui vẻ và nhớ ủng hộ đăng ký chia sẻ giúp mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi chào tạm biệt.